Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Xuất khẩu khu vực doanh nghiệp vốn trong nước tăng trưởng 3,9%. Đây là tín hiệu đáng mừng của nền kinh tế Việt Nam. Nhằm ngăn chặn khai thác cạn kiệt nguồn lợi biển, các địa phương ven biển cần thay đổi cách thức trong quản lý. Mùa nắng nóng năm nay, nước sạch đã về với người dân tại Cù Lao Khát, tỉnh Quảng Ngãi. Thưa quý vị, sau đây là một tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế Việt Nam. Bộ Công Thương vừa cho biết kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của 5 tháng đầu năm đã tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước đã có sự phục hồi đáng kể. Sau 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 67,7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, khu vực kinh tế 100% vốn trong nước đạt 19,44 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, nhóm nông lâm thủy sản do doanh nghiệp 100% vốn trong nước chiếm tỷ trọng lớn, tăng trưởng mạnh đã góp phần vào sự gia tăng kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước. Và hiện Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội là 4,8% một năm. Đây là nội dung chính của quyết định về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016, áp dụng cho tất cả các khoản vay còn dư nợ trong năm 2016. Đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc là cải tạo, sửa chữa nhà để ở, gồm người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi, người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội vừa triển khai việc cấp sổ đỏ chỉ trong vòng 14 ngày. Thời gian thực hiện các thủ tục khác tại văn phòng này sẽ đều giảm tối đa. Có thủ tục chỉ thực hiện trong vòng từ 3 đến 5 ngày. Ngoài ra, để giải quyết nhanh các tồn đọng trong cấp sổ đỏ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra kết luận đối với các dự án nhà ở khu đô thị mới trên địa bàn có sai phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng và sử dụng đất để có biện pháp xử lý, khắc phục vi phạm, đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ cho người mua nhà. Nếu xảy ra thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách, các cấp có thể tạm dừng mua sắm ô tô công, tài sản có giá trị lớn. Đây là nội dung trong chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2016. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải chủ động dự phòng ngân sách địa phương trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn và các nhiệm vụ chi quan trọng khác. Đặc biệt nếu xảy ra thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách, phải chủ động giãn tiến độ hoặc là tạm dừng thực hiện một số khoản chi chưa thực sự cấp thiết, trong đó có mua sắm ô tô công, thực hiện chế độ chính sách cho con người. Ngân sách trung ương chỉ xem xét hỗ trợ hoặc là tạm ứng kinh phí cho địa phương trong trường hợp thực sự là cấp bách, vượt quá khả năng đáp ứng của địa phương và địa phương đã sử dụng hết 50% dự phòng ngân sách của mình cho bù giảm thu. Thưa quý vị, vào ngày 6 tháng 6, tại thủ đô Athens của Hy Lạp đã khai mạc hội chợ quốc tế vận tải biển có quy mô lớn nhất và uy tín nhất thế giới. Hội chợ Posidonia diễn ra 2 năm một lần, là nơi gặp gỡ của các tập đoàn vận tải biển lớn trên thế giới. Và năm nay có đại diện của tập đoàn Vinalines Việt Nam tham dự. Hội chợ quốc tế vận tải biển Hy Lạp năm nay có 1.800 gian trưng bày của các hãng tàu biển và công nghiệp dịch vụ vận tải biển từ 89 quốc gia trên thế giới. Uy tín của hội chợ Posidonia chủ yếu là do quy mô của ngành vận tải biển Hy Lạp, chiếm tới 20% thị phần vận tải biển của toàn thế giới và tới 50% thị phần của toàn châu Âu. Các tập đoàn công nghiệp tàu biển trên thế giới mang tới đây giới thiệu các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực vận tải biển, các thiết bị, công nghệ và dịch vụ trong quản lý đội tàu và vận hành cảng biển. Trong 5 ngày diễn ra hội chợ, có 40 hội thảo chuyên ngành. Đại diện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines tham gia hội chợ Posidonia đã ký một số biên bản ghi nhớ với các đối tác Hy Lạp, trong đó có Atlantic Commerce Shipping, hợp tác trong các lĩnh vực khai thác tàu biển, quản lý cảng biển,
giao nhận vận tải và đào tạo thuyền viên dưới sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Trần Thị Hà Phương. Đến nay, ngư dân Phú Yên đã đóng mới 8 trong số 21 tàu cá đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt theo Nghị định 67. Những tàu đóng mới theo Nghị định 67 sau khi hạ thủy đã thực hiện 2 chuyến biển trở lên và đều có lãi từ 50 triệu đồng đến gần 200 triệu đồng một chuyến. Tàu vỏ thép hành nghề mành chụp còn có khả năng hoạt động trên biển trong điều kiện sóng cấp 8. Mục tiêu trong năm 2016, tỉnh Phú Yên sẽ đóng mới 164 tàu và chuyển đổi nâng cấp 465 tàu theo Nghị định 67. Với chủ đề tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta, Ngày Môi trường Thế giới năm nay mong muốn cảnh tỉnh công dân toàn cầu về điểm giới hạn của hệ sinh thái trên trái đất để cùng chung tay bảo vệ động thực vật hoang dã, bảo vệ môi trường. Đối với những quốc gia biển như là Việt Nam, muốn bảo vệ thiên nhiên, trước hết phải bảo vệ nguồn lợi biển. Điều đáng lo là hiện nay vẫn còn tiếp diễn những lối khai thác làm cạn kiệt nguồn lợi biển. Vì vậy, các địa phương ven biển cần thực hiện nhiều cách thay đổi trong cách quản lý của mình. Cảng cá Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 12 giờ trưa, nhiều tàu cá cập cảng. Và đây là những gì mà các tàu cá mang về sau chuyến biển. Người ta gọi là cá tạp. Những sinh vật biển chưa kịp lớn đã cùng chung một số phần, bị những tàu giã cào vét hết, mang về đây. Vét cào là cái vẽ là cái lưới nó làm nhỏ để nó cào, cái lớn là cái nhỏ, rồi mực, tôm rồi. Mỗi kg cá tạp bán ra cao lắm, chỉ 7-8 ngàn đồng. Nhiều trường hợp, tiền bán cá không bù được chi phí chuyến biển trên 100 triệu đồng. Vậy là các tàu giã cào lại càng ráo riết làm nghề. Ngay cả ngư dân cũng thừa nhận, loài tàu giã cào, nhất là giã cào bay, như là hung thần trên biển. Theo quy định, tỷ lệ hải sản non trong khai thác không vượt quá 15% sản lượng. Nhưng các tàu giã cào, tỷ lệ đó lên đến 70-80%. Giã cào nó có hại vì nó sợi túng cả cái đáy biển lên. Và cái đáy biển là cái nơi sinh sản, nơi vỗ béo và nơi để ẩu thể phát triển và cái nguồn thức ăn cho sinh vật biển. Bây giờ mình phá tung lên thì nguồn lợi nó sẽ mất đi. Thế nhưng cho đến lúc này, nhiều vùng biển miền Trung vẫn tiếp tục là điểm nóng của nghề giã cào. Chỉ riêng cảng cá Vĩnh Lương có đến 100 tàu cá làm nghề giã cào. Ở đây sống người dễ, quýnh theo dễ chứ còn biết ngợi. Các nghề khác thì không làm à? Không làm, ở đây làm người dễ đây không à? Ngư dân thì quen làm nghề giã cào. Còn về mặt quản lý, giữa biển, ngành chức năng không dễ kiểm soát hành vi khai thác hủy diệt, khai thác cạn kiệt. Trong cái quản lý biển hoặc quản lý giã thì người ta hay dùng hình thức cộng đồng. Nhưng mà cộng đồng phải thực sự cơ. Mình cũng có làm quản lý cộng đồng nhưng rất hình thức. Đấy. Nếu như mà mình làm thực sự để người dân họ cảm thấy đấy đúng là mình bảo vệ thì mình được hưởng thì họ làm ngay. Năm 1990, bình quân trong một năm, một mã lực tàu cá khai thác được 0,92 tấn hải sản, thì nay chỉ còn 0,32 tấn, nghĩa là giảm đến 2/3. Nguồn lợi biển suy giảm cũng đồng nghĩa thu nhập của ngư dân giảm sút. Chính vì vậy, ngư dân sẽ là những người đầu tiên bảo vệ được nguồn lợi biển, cũng như để giữ nguồn sống của chính mình. Vấn đề còn lại là cần có cách tổ chức hợp lý để ngư dân tham gia vào những cộng đồng bảo vệ nguồn lợi biển. Thông tin liên quan đến vụ chìm tàu trên sông Hàn vào chiều ngày 6 tháng 6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy để tiếp tục điều tra làm rõ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng truy trách nhiệm nhiều sở ngành sau vụ chìm tàu. Cụ thể, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị đình chỉ chức vụ đối với Giám đốc Cảng vụ Đường thủy Nội địa Đà Nẵng do không làm hết trách nhiệm quản lý hoạt động của cảng vụ. Đồng thời xem xét trách nhiệm của Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng và các cá nhân liên quan cũng như là trách nhiệm đối với đội Cảnh sát Giao thông Đường thủy, Công an thành phố Đà Nẵng. Theo quy định, thì tàu du lịch hay là du thuyền được phép chở khách du lịch trên sông phải chịu sự quản lý và giám sát của cảng vụ đường thủy nội địa, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, thanh tra giao thông đường thủy thuộc Sở Giao thông Vận tải địa phương. Và trong vụ lật tàu du lịch Thảo Vân 2 trên sông Hàn tại Đà Nẵng, đã có 53 người được cứu sống trong tổng số 56 người có mặt trên tàu nhờ những nỗ lực cứu nạn kịp thời của các tàu và cano du lịch đang hoạt động trên sông Hàn. Tuy nhiên thì còn có một câu chuyện mà ít ai biết đến. Khi tham gia cứu nạn vào lúc nguy hiểm ấy, còn có một chiếc ghe nhỏ của một thanh niên đang đi dạo bên bờ và khi nghe thấy tiếng kêu cứu, anh đã không ngần ngại lao ra sông để mà cứu người.
Chúng tôi gặp Nguyễn Hoàng Quốc khi anh đang chuẩn bị ra biển. Nhìn chàng trai trẻ lặng lẽ với công việc mưu sinh. Ít ai biết trước đó, một mình anh đã cứu 3 người bị nạn trong vụ lật tàu trên sông Hàn. Em xuống gần đó có một chiếc ghe. Em lấy chiếc ghe, em mở dây ra, em bơi ra. Mấy đứa bạn hay không đi theo, hay không biết bơi, hay không đi theo đó. Cái là mình em bơi ra. Bơi ra tới nửa đường là bắt đầu chịu con gãy. Cái là em thấy là có 2 chiếc cano với lại 1 chiếc tàu ngồi nữa là vớt được 10 mấy người rồi đó. Cái là em bơi, tiếp tục em bơi ra. Bơi ra cái thấy một anh đó là dìu cái ông đó là gần xỉu, chúng mình ngắt rồi. Cái là em chụp lên, em chụp 2 người lên trước. Xong chụp luôn cái ông ở trong cái tàu nó đang lội mà đuối rồi. Chụp luôn là thành 3 người. Chiếc ghe cá quá nhỏ, cùng với việc mái chèo bị gãy, khiến anh không thể tiếp tục công việc cứu họ. Và đến giờ, anh vẫn chưa nguôi day dứt. Lúc hoạn nạn thì biết rồi, ai cũng đứa thôi chứ. Như lỡ mà sau này mình hoạn nạn thì họ thấy họ cũng giúp người mình nữa. 20 tiếng sau vụ lật tàu xảy ra, các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã tìm được 3 người mất tích. Sự giúp đỡ, tư vấn và tham gia tìm kiếm nhiệt tình của các ngư dân dạn dày kinh nghiệm con nước cũng góp phần rất lớn trong việc giúp mau chóng tìm được nạn nhân. Huy động được hồi tối thì được 6-7 chiếc thuyền, mấy chục người, cũng làm tới 2-3 giờ sáng. Nếu mà có những cái gì của thành phố Đà Nẵng này thì tất cả anh em Thợ Lặn đều hỗ trợ hết. Nhiều nạn nhân sau cơn hoảng loạn sẽ có lúc nghĩ về những bàn tay đã đưa ra nắm chặt lấy họ lúc chơi vơi nhất. Dẫu không nhớ hay biết được ai đã cứu mình, nhưng với 53 người may mắn sống sót, họ hiểu được thế nào là tình người trong cơn hoạn nạn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần điểm báo của chúng tôi. Ngày 6 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp đoàn giáo sư chuyên khoa về ung thư Nhật Bản thăm và làm việc tại Hà Nội. Thông tin trên trang Đảng Cộng sản. Đại diện đoàn cho biết, qua khảo sát, đoàn đã thấy được tình trạng quá tải ở bệnh viện ca và mong muốn sớm xây dựng trung tâm hỗ trợ bệnh nhân ung thư Việt Nam tại đây với công nghệ tiên tiến của Nhật Bản. Đoàn khẳng định phía Nhật Bản sẽ hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm và tiếp nhận bác sĩ Việt Nam sang tu nghiệp, nâng cao trình độ tay nghề. Theo trang Voxy của New Zealand và Le Courrier du Việt Nam, cây cầu hữu nghị giữa Việt Nam và New Zealand sẽ được xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh. Cây cầu vượt dành cho người đi bộ này nối giữa Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Công trình do New Zealand tài trợ xây dựng nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ hai nước. Dự án sẽ được khởi công vào cuối năm nay và kết thúc vào giữa năm 2017. Trang VOV đưa tin có 19 dòng hàng linh kiện, phụ tùng ô tô nằm trong diện xem xét nhập khẩu bằng mức trần cam kết WTO, tức là tăng khoảng 5-15% so với hiện tại. Lãnh đạo Bộ Tài chính cho hay, điều kiện để áp dụng mức thuế trần theo các cam kết là các mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô sản xuất trong nước đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và số lượng. Tuy nhiên, lãnh đạo bộ này cũng cho rằng yêu cầu về chất lượng và số lượng vẫn chưa rõ ràng. Do đó, lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng danh mục các loại phụ tùng, linh kiện trong nước đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và số lượng. Theo trích dẫn số liệu từ Tổng cục Việt Nam đăng trên trang Runews 24 và Hiệp hội Lữ hành của Nga, lượng du khách Nga đến Việt Nam trong tháng 5 đạt 36.000 người, tăng hơn 65% so với tháng cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm, đã có 180.000 du khách Nga đến Việt Nam, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2015. Nhà Việt Nam tại thủ đô Ottawa của Canada đã mở cửa đón khách tham quan trong 2 ngày 4 và 5 tháng 6, cùng với hơn 130 điểm di sản khác, thông tin trên trang Đảng Cộng sản. Đây là năm thứ 3 liên tiếp ngôi nhà này đón khách tham quan. Ngôi nhà 103 tuổi này do kiến trúc sư nổi tiếng Canada Werner Ernst thiết kế, nhưng mang không gian văn hóa Việt với cách bài trí nội thất và những vật dụng đặc trưng như bình gốm, tranh sơn mài, trống đồng, tượng thiếu nữ trong tà áo tứ thân cầm nón quai thao. Hiện nhà Việt Nam cũng là nơi ở của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada. Trong phần tiếp theo của bản tin, mùa nắng nóng năm nay nước sạch đã về với người dân tại Cù Lao Khát, tỉnh Quảng Ngãi. Việt Nam đứng đầu 10 điểm du lịch một mình được yêu thích nhất do trang du lịch Rough Guide của Anh bình chọn qua khảo sát ý kiến độc giả.
Thưa quý vị, hiện nhiều hộ dân ở vùng hạn gặp nhiều khó khăn vì thiếu nước sinh hoạt và không có nước cho tưới tiêu. Tuy nhiên, mùa nắng nóng năm nay, người dân xóm Mỹ An hay còn được gọi là Cù Lao Khát ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã không còn cực khổ như là trước bởi vấn đề về nước sạch đã được giải quyết. Trong vòng 3 tháng, với hàng ngàn công lao động, đoàn viên thanh niên chi đoàn thôn Mỹ Tân đã làm nên một kỳ tích đưa nước sạch về với Cù Lao Khát. Chuyện thiếu nước sinh hoạt ở Cù Lao Mỹ An kéo dài 8 tháng mỗi năm giờ cũng đã qua. Nước sạch về tận nhà. Từ nay người dân ở xóm Cù Lao không còn phải sử dụng nước nhiễm mặn, nước phèn và cũng không còn là tâm lý bất an là lo sợ nguồn nước bị ô nhiễm. Nhưng vui nhất có lẽ là những người phụ nữ. Trước đây khi hết mùa mưa, chị Bình và những phụ nữ trong làng lại đi gánh nước giếng, nước sông. Giếng nước thì nhiễm phèn, nhiễm mặn, nhưng mùa khô cũng chẳng còn nước. Khi cách đây là mấy năm liên tiếp luôn là đi gánh nước, rồi có người không đủ nước thì ở gần sông đây đi ro gánh nước để về dẹt, rồi về tắm rửa, còn rau vụ hay là nấu cơm thì mình lạc nước để mà mình sử dụng cho nó an toàn tí thôi chứ cũng không có gì là sạch hết. Còn bữa nay thì có nguồn nước về. Công việc của làng biển vẫn như mọi ngày, song giờ đây, những người phụ nữ xóm Cù Lao đã không còn phải oằn vai gánh nước, không còn nỗi lo về bệnh tật. Xài nước trả tiền theo đồng hồ, nhưng ai nấy đều vui. Nói chung là tôi cũng đi làm mật kia, tôi cũng xỏ ra từng xô ra rồi bọn tôi dẹt dũ vậy thôi, chứ không, nói chung khỏe lắm, thiệt, khỏe 100%. Với trên 1,8 tỷ đồng huy động trong dân, thấp hơn đến 50% so với dự toán do tiết kiệm chi phí nhân công, chi đoàn thanh niên thôn Mỹ Tân đã làm được điều tưởng chừng như không thể. Hiện giờ là khoảng 500 cái đồng hồ và kế hoạch sắp tới là sẽ trong năm nay thì sẽ hoàn thiện đủ 800 cái đồng hồ cho bà con, tức là hoàn thiện nước sạch trong khu vực của xóm. Việc gì khó có thanh niên. Cái tên Cù Lao Khát sẽ chỉ còn trong ký ức. Cuộc sống của cư dân làng biển đang ngày một tốt hơn nhờ tinh thần xung kích của lớp trẻ. Với chủ đề Vì một hành tinh xanh, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam đang diễn ra đến ngày 8 tháng 6 là dịp để cộng đồng các địa phương cùng đẩy mạnh thực hiện các giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên biển và hải đảo, trong đó có hệ sinh thái ven bờ như là rừng ngập mặn. Lần đầu tiên một phương pháp mới đang được áp dụng rộng rãi ở nhiều địa phương ven biển, đó là đồng quản lý rừng ngập mặn. Phương pháp này đang mang lại lợi ích về cả kinh tế và môi trường. Câu chuyện sau ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Nam Định sẽ cho thấy điều này. Mỗi ngày đánh bắt cá trong chính diện tích rừng ngập mặn mà gia đình quản lý, ông Phạm Văn Bổng cũng kiếm được gần 300.000 đồng. Đây là một điều hoàn toàn mới khi mà cách đây chỉ một vài năm, rừng ngập mặn ở đây hoàn toàn thuộc về Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Tuy nhiên, với những diện tích vùng đệm đang được phân chia cho các tổ, nhóm, trông nom, những cánh rừng ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy đang được bảo vệ hết sức chặt chẽ. Có cái rừng ngập mặn này về con tôm, con cua và tất cả các loại hải sản, tức là nó phát triển nhiều thì chúng tôi lại được thu nhập cái nguồn thứ hai, trên đời sống kinh tế gia đình tôi từ đấy đến giờ đỡ đi nhiều phần khó khăn. Đồng quản lý hiểu một cách đơn giản là cộng đồng cùng tham gia quản lý bảo vệ rừng ngập mặn với chính quyền và các cơ quan chức năng. Chính quyền địa phương đã đóng vai trò là cơ quan giám sát và hỗ trợ. Ban quản lý rừng cộng đồng thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ rừng mà không cần tốn kinh phí như trước. Cũng từ chỗ này cũng tạo công việc làm rất nhiều người. Đặc biệt là vai trò cựu chiến binh, người ta có cái câu lạc bộ nuôi ong cũng mang lại thu nhập đáng kể để cho nhân dân là có cái công ăn việc làm. Nhờ những cánh rừng ngập mặn với diện tích hơn 60 hectare này, hàng chục hộ dân ở đây đã không phải quá lo cho cuộc sống gia đình. Cho đến giờ thì toàn bộ cái diện tích rừng tập trung ở vùng đệm gọi là rừng phòng hộ thì đã có chủ, bởi vì đã được giao đến từng các cái chủ hộ. Và chính quyền địa phương thì đứng ra giám sát thực hiện cái hợp đồng đấy cùng với chúng tôi. Về cơ bản là tài nguyên rừng được giữ rất là tốt và người dân thì được hưởng lợi rất là chính đáng cũng như là lâu bền từ cái nguồn lợi dưới tán rừng đấy. Với phương pháp đồng quản lý rừng ngập mặn, nâng cao vai trò cộng đồng cùng tham gia quản lý, bảo vệ, có thể nói mô hình ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy đang thực sự trở thành điểm sáng trong công tác này. Người dân không chỉ tham gia quản lý tài nguyên mà chính những nguồn lợi từ tài nguyên thiên nhiên đã và đang đem lại những nguồn lợi không nhỏ giúp họ có cuộc sống ổn định.
Việt Nam đứng đầu 10 điểm du lịch một mình được yêu thích nhất do trang du lịch Rough Guide của Anh bình chọn qua việc khảo sát ý kiến của độc giả. Độc giả của trang này đã dành nhiều tình cảm cho Việt Nam khi cho rằng dù đến bất cứ nơi nào của Việt Nam, bạn sẽ có trải nghiệm vô cùng thú vị. Du lịch một mình là một trong những cách tuyệt vời nhất để mà khám phá đất nước kỳ thú này. Từ những món bún phở ngon miệng đến những chuyến xe đêm, từ những bãi biển dài đến những bản làng dân tộc ở lưng chừng núi, tất cả đều là những kỷ niệm khó quên ở Việt Nam. Vâng, rõ ràng là những loại hình trải nghiệm như thế này thì đang rất là thu hút các bạn trẻ trong nước cũng như là quốc tế. Tuy nhiên, khi mà không được trang bị đầy đủ những kiến thức cũng như là có sự hướng dẫn của các hướng dẫn viên thì điều này rất là nguy hiểm. Vâng, thưa quý vị, đến với một loại hình du lịch mà đang rất được nhiều các bạn trẻ yêu thích, đó là không phải trả phí mà vẫn có thể vui chơi bất kỳ lúc nào tùy thích và thực sự là có được những khoảnh khắc thú vị khi đến với Đà Lạt. Đây là những điều mà nhiều du khách được trải nghiệm khi đến với những không gian công cộng tại nơi đây. Tuy nhiên, không chỉ những điểm du lịch mà ngay cả những không gian công cộng cũng cần được đầu tư bởi đây cũng là điểm thu hút du khách. Dù vào thời điểm nào trong ngày, công viên này cũng hiếm khi vắng bóng những người yêu hoa. Không gian mở, khách tham quan có thể ghé chân bất cứ lúc nào. Dù là khách du lịch hay người Đà Lạt, hầu như ai đi ngang qua đây cũng bị níu chân bởi những sắc hoa. Ít ai biết rằng, công viên ánh sáng với những sắc hoa như thế này trước đây là khu đất với những ngôi nhà lụp xụp và những khu vườn trồng rau nhếch nhác. Từ khi công viên hoa được hình thành tại đây, địa điểm này trở thành nơi dừng chân thu hút khách du lịch. Mình rất thích ở đây này, mỗi một lần đó, họ lại trồng một loại hoa khác. Đầu tiên là họ trồng hoa sắc báo, sau đấy lại trồng hoa bướm bướm, rồi trồng đến hoa này. Cứ lúc giặc chiều thì mình hay cho con ra đây chơi, rồi chụp hình, rồi ngắm hoa. Bên cạnh những cái điểm du lịch chính thống kia thì những cái địa điểm công cộng như thế này rất cần thiết để phát huy nhiều, để cho khách du lịch người ta có thể tự do, thoải mái hơn so với trong khu du lịch. Quảng trường Lâm Viên lại thu hút khách du lịch bởi không gian thoáng đãng bên Hồ Xuân Hương và những kiến trúc mang biểu tượng đặc trưng của Đà Lạt như thế này. Nếu như trước đây, khu viên này chỉ được sử dụng để tổ chức một số sự kiện lễ hội, thì sau khi quảng trường được hoàn thiện, không gian lại trở thành điểm đến mới hấp dẫn của Đà Lạt. Hai cái công trình này là lớn nhất ở Đà Lạt hiện nay mà nó cũng đang là biểu tượng của giới trẻ Đà Lạt. Và mọi người thấy ấn tượng là hầu như là rất là đẹp. Là thành phố du lịch, những điểm đến của Đà Lạt đều là những địa chỉ tham quan. Nhưng sau giờ các khu du lịch đóng cửa, du khách thật khó tìm được nơi vui chơi bởi những không gian công cộng dành cho tất cả mọi người như thế này thực sự hiếm hoi. Sự đầu tư mới đây của địa phương đối với những không gian công cộng đã đem đến những hình ảnh mới và sức hút mới cho thành phố. Nhiều du khách đã chia sẻ với tôi rằng được thả mình trong những không gian hoa hay là giữa quảng trường với những công trình kiến trúc mang dấu ấn hết sức đặc trưng cho thành phố Đà Lạt đã làm cho họ có một cảm nhận trọn vẹn hơn trong hành trình đến với thành phố cao nguyên này. Và điều này thì cũng đã cho thấy tầm quan trọng của những không gian, những công trình kiến trúc công cộng trong việc tạo dấu ấn đối với thu hút khách du lịch. Thưa quý vị, ngay sau đây là thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Trong những ngày qua, nhiều trang tin tức của Việt Nam và nước ngoài đưa tin về vụ chàng trai người Anh Aidan Webb đã mất tích khi leo lên đỉnh Phan Xipang vào thứ Sáu vừa rồi. Theo trích dẫn lời của Bluebell Bergen, bạn gái của Aidan Webb, chàng trai này đã leo núi một mình mà không có hướng dẫn viên. Hiện tại, theo thông tin của chúng tôi có được, công việc tìm kiếm đã được gấp rút thực hiện với sự phối hợp của cả ba bên là Ủy ban Nhân dân huyện Sapa, Lào Cai, lực lượng công an và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Chúng tôi đã có cuộc kết nối điện thoại với ông Nguyễn Ngọc Hinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sapa, trưởng đoàn tìm kiếm để biết thông tin chi tiết. Xin cảm ơn ông đã tham gia phỏng vấn cùng chương trình. Trước hết, xin ông cho biết công tác tìm kiếm du khách người Anh bị mất tích trong thời gian qua. Sapa thì là huyện du lịch, cho nên là các cái du khách đến Sapa thì cũng có những khách du lịch thì đi lên chinh phục Sapa bằng cái đường qua cái đăng ký, thế nhưng có trường hợp thì cũng lại đi tự do, tức là người ta không qua cái đội liên ngành. Đây trường hợp của anh Aiden quốc tịch người Anh ấy, thì cũng trong cái tình trạng này, tức là anh cũng đã lên Sapa để du lịch và cũng đi tự do và không qua cái đội liên ngành và đi một mình, không có hướng dẫn viên. Tuy nhiên thì trong mấy ngày vừa qua thì cái lực lượng tìm kiếm của huyện cũng đã tích cực tìm kiếm, kể cả lực lượng công an, quân đội, thế rồi là vườn quốc gia Hoàng Liên, thế rồi là những người dân bản địa ở xã San Giao Hồ thì đã tích cực tìm kiếm theo cái hướng dẫn
và cái tin nhắn của người bị lạc là anh Eden ấy. Nhưng mà đến nay thì cũng chưa có kết quả. Ngày hôm nay là ngày bước sang ngày thứ 5 rồi. Vậy kế hoạch trong những ngày tới của đội tìm kiếm sẽ là như thế nào ạ? Thế là ngày hôm nay thì có bố của anh Eden và bạn gái của anh Eden cũng đã đến trao đổi trực tiếp với ủy ban huyện, và ủy ban huyện cũng đã gặp trực tiếp để trao đổi. Thế mà ủy ban huyện thì cũng đã đề nghị với đội tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của tỉnh Lào Cai sẽ tăng cường lực lượng và phương tiện để phối hợp và đối với cái lực lượng tìm kiếm của huyện Sapa trong cái thời gian sớm nhất, và hy vọng rằng trong thời gian tới đây thì cái lực lượng tìm kiếm cứu nạn được tăng cường cũng như là cái sự giúp đỡ hỗ trợ của tỉnh thì hy vọng rằng sẽ sớm tìm được cái anh Eden. Xin cảm ơn ông đã tham gia phỏng vấn cùng chương trình. Cảm ơn anh. Ngay sau đây sẽ là những thông tin về thời tiết. Bản tin thời sự xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.